Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Yu-Gi-Oh! Vào 12 giờ sáng hôm nay, khi các anh em vẫn còn đang say nồng giấc ngủ thì Ballist TCG đã được ra mắt. Liệu Dragoon hay Mystic Mind có bị hit không? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Về phần ban, chúng ta có Zodiac Barrage. Mà sao tôi giống khi ban Zodiac Raiden thích nhỉ? Chắc là Konami không muốn hit thẳng Tribigate, bởi vì Tribigate vừa mới được in lại trong Megatin. Thôi thì một mùa Tribigate nữa cũng đâu có gì khó khăn đúng không nhỉ? Oh shit, here we go again. Về phần limit, chúng ta có Eva, Tenki và Prankit Mèo. Hit Eva xuống 1 cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến deck Drytron, khi mà hầu hết các deck Drytron đều chơi 1 có Eva mà thôi, đúng không nhỉ? Và hit Tenki xuống 1 cũng để là giảm một độ consistency của Tri-Brigade. Hồi nào vừa in lại Revolt Secret, xong các ông đòi hit số 1 làm gì? Và Prankit Mèo bị hit xuống 1 là một hệ quả của việc không in lại ở trong Megatin. Thôi thì Prankit Mèo cứ nhìn Striker Dragon mà học tập là được. First time. Perfectly balanced. This whole thing should be. Angel Nessie, Joker và Emergency Teleport đều là những cặp được thả 2. Có lẽ cặp quan trọng nhất trong số này là việc Etele được thả 2. Thôi thì Phantom Knight Best Deck. Let's go! Oh, baby, a triple! Và cuối cùng chúng ta có Double Aris Magician. Investment, let's go! Nhưng vẫn không có Electromind. Thôi thì thêm 3 tháng nữa Dragoon Mystic Mind cũng được các bạn ạ. Chưa kể sau có thêm Phoenix Enforcer nữa. Boy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyên mục bản tin Yu-Gi-Oh! Ngày hôm nay. Hãy like và subscribe cho kênh để bọn mình luôn ra những content chất lượng hơn như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại sau.